À, chào cả nhà. Thì bữa giờ là shop đã review nhiều về bánh kẹo mứt rồi ha. Thì bữa nay là shop sẽ review về trà đi, cho mình sẽ vừa ăn bánh kẹo mứt hôm trước trong các video trước mà chúng ta vừa uống trà luôn. Thì hiện giờ shop có một cái loại trà rất là mới, đó là cái loại trà mãng cầu. Thì ở trên tay shop đang cầm là một cái túi trà mãng cầu 250 g nè. Thì trà mãng cầu của mình có hai loại nha cả nhà. Thứ nhất là cái loại trà mãng cầu làm từ cái lá mãng cầu. Cái thứ hai là trà mãng cầu làm từ cái trái mãng cầu. Thì cái trái mãng cầu của mình là cái trái mãng cầu sim như vậy nè cả nhà. Nó thì cái trái mãng cầu sim này á, sau khi mà mình hái về xong, mình sẽ cắt cái vỏ của nó ra. Nó xong rồi bắt đầu mình qua một số cái công đoạn chế biến, là mình phơi nè, mình rang nè, rồi mình sấy khô nè. Nó thì mới ra được một cái túi trà như vậy. Nó thì cái túi trà của shop đang cầm là 250 g, là làm từ cái trái mãng cầu sim. Thì cái trái mãng cầu sim này có rất là nhiều cái công dụng nha cả nhà, là chống oxy hóa nè, làm đẹp da nè, bồi bổ sức khỏe nè, trị mất ngủ nè, cải thiện hệ miễn dịch nè, rồi giảm cân nè, hỗ trợ điều trị béo phì nè, giảm huyết áp nè, và rất là nhiều cái công dụng khác nữa mà shop đang có liệt kê ở trên này nè. Đó, cả nhà mình thấy là ở đây có cái cách hướng dẫn sử dụng luôn ha. Thì đối với cái loại trà này thì mình rất là dễ sử dụng, là mỗi lần mà mình pha thì mình chỉ cần sử dụng một hoặc là hai cái muỗng cà phê thôi là mình pha được một cái ly trà mãng cầu rồi. Rồi vậy thì bây giờ shop sẽ khui cái trà này, cái túi 250 g này ra coi nó nhiều hay ít ha, và cho cả nhà mình xem thử coi trà nó như thế nào nha. Rồi vậy thì bây giờ là shop sẽ khui cho cả nhà mình xem. Rồi shop sẽ để vào trong cái dĩa như vậy để mình coi cái túi 250 g trà mãng cầu nhiều như thế nào ha. Đây đó, thì hiện giờ là shop đang bán cái trà này là túi 250 g nha cả nhà ơi. Đó, đây một cái túi zip 250 g là mình sẽ được một cái dĩa trà mãng cầu như vậy nè. Nó thì cả nhà thấy là đây một cái dĩa rất là nhiều. Đó, thì ở đây nè, nó thì ở đây là mình sẽ có một cái, mình sẽ shop sẽ cho cả nhà xem thử đây một cái cọng trà mãng cầu nó như vậy nè, làm từ cái cơm của cái trái mãng cầu nha. Nó đây thì cái vị của trà này là không có bị đắng ha, vị ngọt nhẹ thôi, ngọt rất là nhẹ và đặc biệt rất là thơm. Và đối với trà mãng cầu này là shop hoàn toàn chế biến, là không sử dụng bất kỳ cái chất bảo quản nào nha cả nhà. Nó đây do đó cái cọng trà của mình nè, nó đây đó. Rồi vậy thì bây giờ shop sẽ pha một cái ly trà mãng cầu cho cả nhà mình xem thử nha. Thì shop sẽ sử dụng hai cái muỗng, shop sẽ sử dụng hai cái muỗng cà phê đó. Rồi đây cái muỗng cà phê shop sẽ bỏ vào trong cái ly, và mình sẽ pha với nước nóng khoảng 20 phút thôi, 20 25 phút thôi là mình sẽ được một cái ly trà mãng cầu rất là thơm. Rồi vậy thì bây giờ shop sẽ pha cho cả nhà mình xem thử một cái ly trà mãng cầu như thế nào ha. Đó, thì ở đây là shop pha một cái ly trà mãng cầu có hai cái muỗng cà phê nè. Đó, và cả nhà thấy là bắt đầu trà chuyển qua màu vàng, thì mình để càng lâu thì cái màu của trà ra càng vàng ha, và đặc biệt là rất là thơm nha cả nhà. Đây mình được một cái ly trà mãng cầu như vậy đó, và cả nhà thấy là bắt đầu cái màu trà rất là đẹp ha, bắt đầu chuyển qua cái màu vàng từ từ rồi nè. Đó thì mình đợi khoảng 20 20 phút 25 phút là mình có thể dùng được cái ly trà này kết hợp với cái kẹo bánh kẹo mứt mà trong mấy video trước shop đã có review ha. Rồi shop rất mong nhận được cái đơn đặt hàng của cả nhà mình về trà và các cái loại bánh kẹo mứt nha. Cảm ơn cả nhà.